Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một con bài có thể nói là vua của côn trùng thôi các bạn. Mình tạm gọi đây là một con bài côn trùng. Nó có tất cả những sự mạnh mẽ nhất và chúng chiêu tốt nhất. Các bạn xem nhá. Khả năng triệu hồi đặc biệt, có khả năng tấn công liên tiếp. Trước đây thì mình đã giới thiệu với các bạn một số những video về con bài này, nhưng mà đây mới là video lột tả được sức mạnh khủng khiếp của nó. Vâng, chúng ta đã biết nó hy sinh một quái để tấn công thêm một lần, nhưng ở đây các bạn sẽ thấy được sức mạnh khủng khiếp của nó. Kháng phép, kháng 7 thưa các bạn. Như vậy là một con bài quá khủng khiếp. Kháng 7, kháng phép và có khả năng tấn công liên tiếp. Chúng ta xem về phía nhân vật Yukiyudai nhá. Thực sự thì có những trận đấu mình nghĩ rằng có thể tua lại một lần nữa, mà xem về phía nhân vật đối diện để hiểu bài của cả hai bên như thế nào. Các bạn thấy thì bài của Yukiyudai không phải tầm thường nhá, nhưng hoàn toàn bất lực trước con bài này. Thời sáng linh hồn không làm gì được nó, ngay cả lời tài phán đoán thôi các bạn. Có ba đao. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.